Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn những cái mẫu hoa văn để làm logo cho cái tên của anh cổng. Thì đây là những cái mẫu hoa văn mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà mình gom nó về thành một pen tool để mà khi sử dụng chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Rồi, ok. Thì năm mới mình cũng chúc tất cả các bạn đang xem video và đăng ký kênh của mình một năm mới sức khỏe, thành công và vạn sự như ý. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà mình làm những cái mẫu hoa văn này thành một cái pen tool. Rồi, ok, thì đây là cái mẫu hoa văn. Thì các bạn thấy có hai cách để chúng ta lưu lại theo dạng pen tool. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà mình làm. Thì trước tiên các bạn gọi là dùng chọn bằng cách các bạn nhấn phím Ctrl và đè vào cái layer. Đó, thì các bạn thấy nó đã gọi là dùng chọn cho mình rồi. Thì chúng ta sẽ chọn cái một cái công cụ L hoặc M tùy ha. Thì đây mình sẽ chọn M để mình lít chuột phải nè. Các bạn sẽ chọn là MacBook Pad 2.0. Ok. Thì các bạn thấy nó sẽ tạo cho mình một cái bên, một cái bên mắt. Thì từ đó các bạn sẽ dùng một chọn công cụ Pen Tool nè. Các bạn lít chuột phải, các bạn sẽ tạo một cái bên mới nè, thấy không? Nó sẽ tạo cho mình một cái bên vào trong cái bên tool này. Thì các bạn có thể đặt tên tùy ý hoặc là không đặt tên cũng được. Rồi, ok. Rồi, thì mục đích mình tạo để mà khi mình qua khi mà mình sử dụng á thì nó sẽ tiện hơn. Là thí dụ như mình muốn vẽ lên trên đây thì mình chỉ dừng lít chuột phải, mình chọn cái công cụ bên thôi. Mình sẽ dùng cái công cụ này để mình tạo nó ra, Quantum Smart Pen nè. Đó, thì các bạn thấy nó đã vào trong đây rồi, rất là dễ ha. Nó đã vào trong đây, mình chỉ việc chọn thì mình kéo nó ra thì nó sẽ ra thôi. Đó, thấy không? Thì ở đây là cái màu á, thì các bạn có thể chọn tùy màu ha. Thí dụ màu đen á, thì các bạn sẽ kéo nó ra màu đen. Phím tắt của công cụ này là chữ U nha. Các bạn sẽ kéo nó ra màu đen nè, tùy ha. Ở đây các bạn có thể chọn màu tùy ý. Ở trên đây nó có cái viền màu nè, các bạn có thể chọn màu đen hoặc là màu trắng, màu vàng, tùy thôi. Thì đây là cái công cụ mình sẽ tạo ra cái logo để mình bỏ vào cái tên nè, các bạn thấy không? Nó sẽ tự tạo cho mình những cái bên mắt mới, smart bên mới đó. Và chỉ cần đưa qua bên đây thôi. Đó, vậy là xong. Đó không? Tương tự như vậy thì mình sẽ tạo nhiều cái bên khác cũng như vậy luôn. Khi mà các bạn tạo xong á, các bạn sẽ được lưu lại một cách rất là gọn gàng. Thì các bạn sẽ ép nó vô và lưu lại những cái bên mới. Khi mà các bạn lưu lại sau này các bạn sẽ load ra một cách rất là dễ dàng. Ở đây thì mình cũng có tạo rất là nhiều bên để mình sử dụng trong quá trình mình làm á. Mình không cần lưu BSD, PNG gì cả. Bạn chỉ cần lôi nó ra là xong ha. Bạn cứ dừng lôi cái bên này ra là xong. Đó, bạn lôi ra nè không, nó sẽ ra cái bên liền, mình không cần phải lưu BSD. Thì đây là cái cách thứ nhất. Rồi, thì tương tự như vậy các bạn nhớ nè, gọi lại dùng chọn, nhấn Ctrl. Rồi sau đó chúng ta chọn phím M hoặc là L tùy, các bạn chọn Select Mask ha. Rồi, sau đó mình sẽ lít chuột phải, mình chọn cái bên, đây là cái cách tắt thôi, chứ thật sự các bạn làm cơ bản thì các bạn vô trong cái thanh menu các bạn tìm ha. Rồi sau đó các bạn lít chuột phải, các bạn chọn new mask, xin lỗi, các bạn chọn define custom bên nè. Đó, nó sẽ là ra một cái bên mới nữa. Rồi các bạn để sử dụng các bạn nhấn phím U cho mình, phím U trong phím tắt ha, smart bên tool. Đó thì nó sẽ ra đây nè, thấy không? Đó, nó cũng ra cái đó luôn. Đó, thì cái màu thì các bạn có thể chọn đây tùy theo màu mình thích ha. Cứ vậy rồi các bạn đưa vào trong cái ảnh cổng cái logo tên của mình nè, nó cho nó đẹp ha, rất là đẹp và dễ chịu.
Rồi ok, đây là cái video mình chia sẻ ngắn các bạn cái cách mà chúng ta lưu những cái mẫu hoa văn và logo đao trên mạng về để các bạn có thể làm một cái tài liệu rất là lưu lại dạng file rất là nhỏ gọn á, để khi mà mình sử dụng mình moi ra nó rất là dễ dàng ha. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.